là anh em rồi đi bắt ốc suối. À, đặc sản Thái Nguyên. Chúng tôi phải lội qua con suối này hai bên này để tôi sang mới bắt được con ốc này. Nước siêu sạch. Đấy, nước dẫm chân xuống độ sâu sâu thoải mái vẫn nhìn thấy chân. Đấy, ngập đến gần đến đầu gối này. Đấy, vẫn nhìn thấy chân. Ốc thì nhiều vô vàng nhỉ. Đấy, chỉ cần thò tay xuống phát là có ốc rồi. À, không có sức mà nhặt thôi. Đấy, thò phát là có ốc ngay. Nhiều kinh khủng. Rất nhiều. Đây. Đây. Ủa. Đây là còn nhìn thấy vơ phát này được 5-7 con bình thường. Đấy. Ở đây rất nhiều ấy nhá, rất nhiều nhiều đá để tắm nhá, để kỳ người nhá. Nhiều con suối là không có cái đá để kỳ người đâu. Nhưng mà có đá kỳ luôn. À. Quá phong cảnh hữu tình luôn. Cảnh đẹp, suối đẹp. Ốc ăn, đá kỳ lưng ấy. Ừ.